Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 3 trên 3 của bài 10 Cũng là phần cuối của bài này Trong phần này chúng ta sẽ ôn lại cái bản từ và đọc các cái đoạn đàm thoại Cũng như là những cái bài đọc ngắn của bài Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nào Chúng ta ôn tập bản từ nhé Thứ nhất ta có từ chủ phản SỦ phản hôm trước chúng ta gặp với cái nghĩa là nhà bếp À, nhà bếp, ví dụ như là trong nhà bếp có người chú phán lị dồ rển hay là chú phán lị mỹ dồ rễn à, Trong nhà bếp không có người, mẹ đang nấu ăn trong nhà bếp Mama chai chú phán lị cho phán Mama chai chú phán lị dồ phán à, Vừa rồi chúng ta có thêm những cái từ mở rộng cho nó, ví dụ xe chủ Xe chủ là đi xuống nhà bếp, có nghĩa là nấu nướng xuống bếp có nghĩa là nấu nướng ví dụ hôm nay mẹ bận rồi bố xuống bếp nấu nướng chín thiên mà mà mảng là ba bà xe chủ à, xe chủ có nghĩa là chi cho đi nấu ăn ta hiểu như vậy rồi ta có từ chủ chi chủ chi có nghĩa là dụng cụ nhà bếp dụng cụ nhà bếp rồi ta có từ miễn chủ à, miễn chủ là đầu bếp nổi tiếng rồi ta có từ chủ sư là đầu bếp nữa à, có một số từ có liên quan như vậy cái tiếp thứ hai ta có từ trân dài Trân dài có nghĩa là đang à, Dùng trong văn nói cũng được Dùng trong văn viết cũng được Ví dụ tôi đang sửa xe đạp đây Wow, trân dài siêu chứ xịn sơn Trân dài đằng sau Cuối câu nó thường hay đi với nơ Không có nơ cũng không sao Nhưng thường là có nơ là câu chuẩn um, Tôi đang học tiếng Hoa Wow, trân dài sẽ dị anh ấy đang đi bưu điện, tha trân dài, chi dỗ Trân dài, cái tiếp nữa ta có từ chua Chua có nghĩa là làm Từ này chúng ta gặp rất lâu rồi Nhưng mà trong bài nó có thì chúng ta thể hiện lại thôi Hôm nay bạn làm gì? Chính thế cho chua sầm mờ Cũng giống như là chính thế can mờ Chua là từ chính quy Nói viết gì đều được cả Của chua fan Tôi nấu ăn Chính thế này của cái gì cũng không làm tức là không làm gì cả chín của của dầu không làm gì cả rồi, cho lào sứ là làm giáo viên cho tay phu là làm bác sĩ Để ví dụ vậy Cái tiếp ta có từ fan là cơm Như vậy là cho fan là làm cơm Tức là nấu ăn Nấu cái bữa ăn cơm Ta sẽ hiểu như vậy Cho fan Nếu huy cho fan mà Bạn biết nấu ăn không? Wo huy cho fan Hoặc là wo bu huy cho fan à, Tôi thích nấu ăn Wo xì fan à, Tôi không thích nấu ăn Wo bu xì cho fan à, và cũng từ cái từ fan này chúng ta mở rộng thêm như vậy là chào phan là cái bữa ăn sáng, sư chào phan là ăn sáng. hôm nay tôi mời một người bạn đi ăn sáng. Hôm nay tôi mời một người bạn đi ăn sáng. rồi cái tiếp ta có từ ủ phan, ủ là những ngọ giờ ngọ đó, ủ phan là bữa cơm trưa, sư ủ phan là ăn trưa. buổi trưa tôi về nhà ăn trưa, à, trung ủ hủy chá sư ủ phan tôi ăn trưa ở căng tin của trai sữa thẳng sư phan tôi ăn cơm ở căng tin của trường của trái xeo sữa thẳng sư phụ phan cái tiếp ta có từ hoàn nằm trong hoàn sang là buổi tối như vậy là hoàn phan là cái bữa ăn tối sư hoàn phan ăn tối mỗi ngày tôi đều về nhà ăn tối mì thiên của tôi hủy cha sư hoàn phan mì thiên của tôi hủy cha sư hoàn phan rồi vậy thôi và và mà suàn Phạt kế tiếp ta có từ chai cũng là đang à, cũng là đang chỉ cái sự việc à, cũng giống như là trân trai chỉ sự việc đã xảy ra được một lúc rồi chứ không phải là mới xảy ra à, và từ trai thường dùng trong văn nói hơn à, tôi đang học tiếng hoa của trai sẽ hanh gì nữa bố tôi đang uống trà của ba bà trai hơi chả nè em trai tôi đang ăn cơm của ti thì trai sư cơm nè mẹ tôi đang làm cơm của mama mà chai cho so fan nè à, chai cho so fan nè à. rồi chai là đang rồi thấy chân chai thì có thể nói và viết đều được còn chai thường dùng trong văn nói nhiều hơn kế tiếp ta có từ noàn hua từ này chúng ta gặp rất lâu rồi noàn hua là ấm áp như vậy ta kể lại những cái từ mà có liên quan tới thời tiết nè như đầu tiên ta có từ rơ rơ là nóng nè rồi lợn lần là lạnh Noàn hoa là ấm áp và còn một từ nữa là lẻn khoai. Lẻn khoai là mát mẻ. Chúng ta học thành một cái hệ thống như vậy sẽ dễ nhớ hơn. Ví dụ hôm nay thời tiết rất là ấm áp. Chín thiên thiên sinh hình hoa. Xuân thiên thiên sinh hình hoa. Mùa xuân thời tiết rất ấm áp. Kế tiếp ta có từ sai. Sai là phơi. À, nếu đối với đồ đạc là phơi. Ví dụ sai cánh là phơi khô. Sai thái gian thì lúc đó có nghĩa là tắm nắng. Như vậy là mình muốn phơi hay là làm cái gì đó cần ánh nắng Thì chúng ta thấy bên trái của từ sai này đó là bộ nhật là mặt trời Và phía bên phải nó là cái chữ xi là hướng tây Như vậy khi mặt trời về hướng tây thì ánh nắng nó sẽ được nhiều hơn Sai Gợi ý vậy thôi cho nó dễ nhớ kế tiếp ta có từ thái giang Thái gian là thái dương có nghĩa là mặt trời thôi Sai thái gian Sai thái gian Tấm nắng cái tiếp nữa ta có từ su phu Su là thoải mái dễ chịu Vẫn nhắc lại tức là à, Mình cảm thấy thoải mái dễ chịu à, Bởi những cái cảm nhận về giác quan của mình á Vẫn nhắc ví dụ như là à, Trong phòng mở máy lạnh lên Nó rất là mát mẻ à, Rất là dễ chịu là dùng từ su phu Hình lẻng quá hình su phu Bên ngoài rất ấm áp, rất dễ chịu YPN hẳn hình noàn vô, hình su phu Mình mua một cái xe mới Xin chớ và mình cưỡi nó à, xe gắn máy mình cưỡi nó thì mình cảm thấy nó êm nhẹ nhàng à, thì cũng là su phù à, như vậy là chỉ những giác quan của mình còn thoải mái dễ chịu ở cái nghĩa khác về mặt tinh thần tính tình dễ chịu hay là công việc thoải mái thì không dùng từ này kế tiếp ta có từ trân, trân cũng là đang nhưng mà chỉ cái sự việc gì đó vừa mới bắt đầu thôi chưa có lâu, ví dụ mình vừa mới bắt đầu ăn cơm thôi thì ai gọi điện đến hỏi bạn đang làm gì đấy, thì sư Tôi đang ăn cơm đây. 你在做什么? sư tôi đang ăn cơm đây. Và từ trân này thì có thể dùng trong văn viết lẫn văn nói đều được cả, không sao. Cái tiếp ta có từ chia Chia, âm nói việc là tiếp, à, mình hay nói tiếp đón tiếp đón như vậy cái nghĩa đầu tiên là đón tôi đi đón một người bạn của trui che cơ phận tôi đi đón bố mẹ của trui che papa mama rồi che là đón nhận cái cuộc điện thoại ai gọi đến à, ví dụ như là mình đang nói chuyện với ai đó thì có điện thoại gọi đến đổ chuông mình nói xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút tôi bố chị của của che cơ tiên hoa của che cơ tiên tôi nghe cái cuộc điện thoại một chút che là mình có thể dịch là nghe điện thoại nhưng mà ví dụ như nghe nhạc hay là nghe lời nó không dùng từ này đâu từ chế này là chỉ nghe điện thoại Tức là mình tiếp nhận cuộc điện thoại của ai gọi đến thôi Ta lưu ý như vậy là được rồi Kế tiếp ta có từ xỉ chào Xì với chào hay thanh ba thì chúng ta đọc là xỉ chào xỉ chào có nghĩa là tắm à, Là tắm Từ xì, sì", trong đó từ xì sì là động từ chính Còn chào là từ phụ thôi Như vậy là đang tắm Ví dụ thế, của chai xỉ chào đó Tôi đang tắm đây à, Trong khẩu ngữ có thể nói là xì cơ dạo Tắm cái anh chờ một chút đi tôi tắm cái. Cái tiếp ta có từ trơ Từ này hôm trước chúng ta cũng có nói về nó nhiều. Các bạn nên lưu ý về cách dùng của nó một chút. Thứ nhất, vị trí nó là luôn nằm liền sau động từ. Rồi nó chỉ một cái hành động đang tồn tại, một cái trạng thái đang duy trì hoặc là một cái hành động nào đó đang diễn ra. Như vậy là một cái hành động mà nó đang được uh, tồn tại nè Thì bữa ta có ví dụ trên bàn có một quyển sách Nếu chúng ta nói bình thường thôi thì trôi trừ sang dù ý bình xuống trôi chữ sang dù ý bình xuống nhưng nói với cái từ trơ này thì ta sẽ nói là trôi chữ sang phan trơ phan là đặt để phan trơ là có đang để Ý bình xuống là một quyển sách phan trơ y bình xuống hay là trên bàn có để rất nhiều tiền trôi chữ sang phan trơ khẩn tố xiển khẩn tố xiển rồi đó là trơ là chỉ cái hành động đang tồn tại rồi nó um, chỉ cái trạng thái đang duy trì nè, ví dụ cửa đang đóng, mẫn quán trơ. Mẫn quán trơ nè, cửa đang đóng rồi. Mẫn khai trơ nè, cửa đang mở mời bạn vào đi, chuyển xin lại bà. Mẫn khai trơ nè, cửa đang mở. Khai là động từ, khai trơ nè. Rồi cái tiếp trơ là đứng liền sau động từ để chỉ cái hành động đang diễn ra, lúc đó nó cũng giống như là trân hay là trân chai hay là chai cũng được ví dụ ba bà, bà hơ chớp xả nè hơ xả là uống trà hơ chớp xả nè cho đứng liền sau động từ hơ chớp xả ba à, bà, bà hơ chớp xả nè bố đang uống trà đây mẹ đang ăn cơm mama chi chớp phan nè mama chi chớp phan nè anh đang tắm cứ cơ gờ xì chớp dạo nè cứ cơ gờ xì chớp dạo nè anh đang tắm cho à, đứng liền sau động từ Thế chúng ta cũng lưu ý thêm là như vậy tức là có khi nó kết hợp với chân trai hoặc là trai phía đằng trước nữa đây cũng chỉ cái hành động đang diễn ra thôi Như vậy nếu nói tôi đang uống trà Hùa hơ trà sản là được rồi Thế nhưng mà nó có thể nói là Hùa chai là tôi đang Hùa chai hơ trà sản à. Hùa chai trà sản Tôi đang uống trà đây Mẹ đang ăn cơm ma mà chai trà Cũng được luôn à, chúng ta có thể kết hợp thêm vừa trân chai hay là hay chai hay trân không gì đó đi với trơn nữa cũng được nữa cái tiếp ta có từ nản Nản là nam, nam giới, nam hay là đàn ông gì đó Nản rỉnh là đàn ông Này, Ví dụ cái na cơ nản rỉnh, sư suy, Cái người đàn ông kia là ai Lịch sự hơn thì na quay sen sơn sư sĩ Cái sen sơn thì tiên sinh Thì lịch sử hơn Còn không thì na, na cơ nản rỉnh, sư suy. Cái người đàn ông đó là ai vậy Thì ngược lại na cơ nì sư sĩ Cái cô gái đó là ai Người phụ nữ đó là ai Nản phẫn vô là bạn trai nán thủng sẽ là cái người bạn học của mình như là nam rồi nán hãy giờ là con trai y vậy chúng ta ghép vô thôi cái tiếp tham anh, từ này chúng ta quen rồi không cần phải nói gì thêm chúng nó hoặc là họ hay bọn nó gì đó đều được trong đó gồm có cả nam lẫn nữ đều được cái tiếp ta có từ duyên tôn duyên tôn à, có vài nghĩa cái nghĩa mà chúng ta tiếp cận đó là thể thao của hình sĩ hoan duyên tôn tôi rất thích thể thao nĩ sĩ hoan sầm duyên tôn bạn thích môn thể thao nào của sĩ hoan san pu của sĩ hoan dỗ dồn của sĩ hoan thảo pu tôi thích đi bộ gì tôi thích chạy bộ tôi thích bơi lội gì đó rồi như vậy là duyên tôn là thể thao của pu sĩ hoan duyên tôn tôi không thích thể thao môn thể thao nào tôi cũng thích cả mơ duyên tôn của tôi sĩ của hoan thể thao nào tôi cũng thích cả Yên tôn có một cái nghĩa khác đó là phong trào Ví dụ như phong trào ngũ tứ là U sư Yên tôn Phong trào gì đó thì chúng ta đặt cái tên riêng nó phía đằng trước Đó là phong trào à, Còn những nghĩa khác nữa thì từ từ chúng ta sẽ tiếp cận với nó sau nha Kế tiếp ta có từ chiến sản Chiến sản là thường xuyên cái mức độ lặp lại nó cao hơn là sản Chiến sản Bố tôi thường xuyên đi Trung Quốc của ba bà, bà Chiến sản suy Trung Quốc Ví dụ thế uh, anh tôi thường xuyên đi nhật của cơ tôi thường xuyên đi nhật nhưng vậy là không thường xuyên thì bố chiến sản còn không thì là bố sản sản không có thường cái tiếp ta có từ tà tà này có rất nhiều nghĩa nó có thể nói là nó là từ ngữ thần kỳ đó rất nhiều nghĩa ví dụ trong bài nhé chúng ta tiếp cận được này ta là đánh chi thêm tả hôm nay bố đánh tôi Hôm nay bố đánh con, ví dụ thế Rồi, dĩ cơ phận dù táo có người bạn đánh tôi Quả tài dĩ cơ phận tôi đánh một người bạn Cái tiếp ta có tà tiên hoa, gọi điện thoại à, Tà tiên hoa à, Trong bài nữa ta có tà xỉu là chơi bóng à, Chơi các cái môn bóng bằng tay gọi là tà xỉu Ví dụ tà lãnh xỉu, chơi bóng rổ Tà hoàng xỉu, chơi tennis Tà hải xỉu, chơi bóng chuyền à, Như vậy là tà... Ngoài ra tà còn rất là nhiều nghĩa Nó khoảng 18, 19 nghĩa Đều là những cái nghĩa khá thông dụng à, Mấy mốt chúng ta sẽ gặp sau nhé Kế tiếp ta có từ xỉu à, chủ là cầu tức là quả bóng thôi Nhưng mà tà xỉu là chơi bóng Thì lúc đó mình sẽ không biết cái bóng gì Nhưng mà nói chung là chơi bằng tay Tà lãnh tà phải xỉu, tà hoàng xỉu Tà dù máu xỉu Dù máu là cầu lông Rồi Chúng ta nhớ vậy được rồi Xỉu, xỉu là chữ cầu Bắc bán cầu nam bán cầu à, cũng dùng chữ cầu này bán cầu đại não cũng dùng từ cầu này kế tiếp ta có từ xẻ sĩ xẻ sĩ là học tập nếu là động từ thì về cơ bản nó cũng giống như từ xẻ thôi như vậy là xẻ sĩ han dị hoặc là xẻ han dị là như nhau học tiếng hoa à, học tiếng anh xẻ sĩ diễn dị tôi thích học tiếng anh washihoán xẻ sỉ diễn dị hay là hoán, xẻ diễn dị là như nhau không có gì khác hết Uh, riêng từ xẻ thì thường đằng sau nó phải có cái gì đó nữa trong bối cảnh cụ thể thì không cần còn bình thường thì phải có ví dụ buổi tối tôi ở nhà học hành hoàn sang của cha cha xẻ gì thì người ta hiểu còn nếu nói hoàn sang của cha cha xẻ thì người ta sẽ hỏi cha uh, cha xẻ sò ở nhà bạn học gì thì lúc đó mình phải nói là xẻ hoa hoa học vẽ tranh hay là xẻ su phạ là học thư pháp hay xẻ diễn gì là học tiếng anh gì đó mình phải giải thích ra như vậy thường đằng sau từ xẻ từ sẽ nó phải có một cái từ đi theo nó để giải thích rõ nó có tên ngữ dị là Hán ngữ là tiếng hoa rồi rồi ta có từ si quan là hy vọng thì nó sẽ có hai nghĩa nghĩa thứ nhất nó là hy vọng là mong rằng tôi mong rằng có cái dịp để đi Trung Quốc du học chẳng hạn Trung Quốc để học tiếng hoa và Wa si quan dù chi Huê suy Trung của sẽ hán dị suy Trung của sẽ sĩ si si quan đó là hy vọng tôi hy vọng ngày mai anh có thể đến giúp tôi và si quan miễn thiên thì nặng là ban quả rồi còn si quan với nghĩa là danh từ tức là niềm hy vọng hoặc là hy vọng ví dụ tha từ biên mỹ si quan là bệnh của cậu ấy hết hy vọng rồi có nghĩa là khó có thể chữa hết được mỹ si quan là mỹ si quan là, hoặc là mỹ hồ si quan là cũng được kế tiếp chúng ta xem các cái đoạn đàm thoại À, ta có đàm thoại thứ nhất nè đầu tiên là mình đọc và giải thích sau đó mời mọi người đọc theo nha ma nín sai nợ ma nín sai nợ mẹ mẹ đang ở đâu vậy mẹ đang ở đâu vậy à, thay vì nó ma mà ta nói một từ ma thôi cũng được ma nín sai nợ của trai chủ phản sao mất sư của mẹ đang ở nhà bếp đây có việc gì sao mất sư của sáng xin nín băng băng mạng của sáng xin nín băng băng con muốn con định cái sen đây là định con định nhờ mẹ giúp dùm một chút băng băng mặn mẹ đang nấu ăn không thể giúp con được mời mọi người chúng ta cùng đọc nào má nín nở wo chai chủ phản nín băng băng Tôi đang trong Tiếp nữa chúng ta sang đoạn 2 chúng ta sang đoạn 2 chúng ta cùng mình đọc giải thích trước rồi sau đó chúng ta cùng đọc nha Quảng Phương, bạn đang làm gì Vương Phương gì đó, bạn đang làm gì vậy? Phương, Vương Phương gì đó, bạn đang làm gì vậy? Quang Phương, Vương

liền sau từ bùa từ nào mang thanh tư thì bùa sẽ đọc là bùa như vậy là bùa khăn bao cho sợ mờ không xem báo thì biết làm gì như câu này rất rất giống như tiếng việt thiên hoa và mấy phân hoa và mấy hôm nay thời tiết rất là tốt rất ấm áp và không có gió nữa và mình suy sai thái giang bà hành su suy chúng ta đi tắm nắng nhé chúng ta đi tắm nắng đi à, nhất định hoặc là chắc chắn dĩ tiếng là chắc chắn chắc chắn rất là thoải mái rất là dễ chịu nhất định rất là dễ chịu họ của trân họ vâng tôi cũng đang muốn đi tắm nắng đây nó dùng từ trân tức là cái người này à, họ vừa mới có cái ý định là đi tắm nắng thôi của wow, trân xèn, sai gian nè À, từ trân có nghĩa là đang nhưng mà chỉ cái việc gì mới bắt đầu như vậy trân sàng tức là cái người này họ nói là tôi cũng mới có ý định à, tôi mới định đi tắm nắng đây à, chúng ta hiểu như vậy là được rồi kế tiếp nữa ta có đoạn thứ ba Pa chia tên hoa thay vì nói ba bà thì ta nói là ba chia tên hoa bố ơi nghe điện thoại ta xin chia tên hoa ta xin giải bún chia tên hoa Bố bây giờ không thể nghe điện thoại được Hoặc là bây giờ bố không thể nghe điện thoại được Xin chai bố đen hoa Tha chai cho sầm Tha chai Bố đang làm gì vậy? Chai đây là đang Chai cho sầm đang làm gì? Ta có thể đối bằng can Tha chai can sầm Tha trân xì trê chảo nè Tha trân xì trê Bố đang tắm Mà ta hiểu như vậy chữ trân đây Tức là cái việc mà tắm rất là mới bắt đầu thôi Như vậy là bố mới tắm đó Bố mới đang tắm mà mới chỉ Trân có thể dịch là mới được Ta cùng đọc nào Ba chia đen hoa Ta xin chai bu nâng chia đen hoa Tha chai cho sở mơ nha trân xì trê Kế tiếp nữa ta có một đoạn thứ tư Chín thiên hình rơ Chín thiên hình rơ Hôm nay thật rất nóng Hôm nay thật nóng sưa, Phê sản rơ Sư à, phê sản rơ Vâng, cực kỳ nóng Ta nhớ từ phê sản này là cực kỳ nó mạnh hơn từ hình nữa Vâng, cực kỳ nóng Women xuy sanh bu bà Chúng ta đi dạo nhé Chúng ta đi dạo đi Ngoài bên xa rơi dù nè Ngoài bên xa rơi dù nè Ngoài bên là bên ngoài Xa gì là mưa xa rơi dù nè Đang mưa mà, bên ngoài đang mưa đấy Xa rơi dù Chúng ta cùng đọc Chính thiên hình rơ 外边下着雨呢. <laughs> Kế tiếp chúng ta có một cái bài viết ngắn ngắn Chúng ta đọc cái bài viết này Đầu tiên mình đọc và giải thích nghĩa trước Sau đó rồi mời mọi người chúng ta cùng đọc theo nha Lisa hỡ tha tên nản vô Lisa hỡ tha tên nản vô Tức là Lisa và

Tà chiếu, dũ dụng, thường xuyên đi dạo, đi bộ. Rồi tà chiếu là chơi bóng, các môn bằng tay. Dũ dụng là bơi. Xem chai, <laughs> tham minh chân chai, xe xì hàn dự. Xem chai, tham minh chân chai, xe xì hàn dự. Hiện nay họ đang học tiếng Hoa. Xì quang, nữ sư Trung Quốc, xe xì. Xì quang, nữ sư Trung Quốc, xe xì. Hy vọng có thể đi Trung Quốc để học tập.

丽莎和她的男朋友都是大学生，他们很喜欢运动，经常去散步、打球、游泳。现在他们正在学习汉语，希望能去中国学习，希望能去中国学习。 Như vậy đến đây mình xin kết thúc phần 3 trên 3 của bài 10 cũng là phần cuối của bài này. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Và kế tiếp nữa mình sẽ làm vài cái clip riêng ra một chút. Tức là giới thiệu về cái cách thể hiện cái số, cái cách diễn đạt cái số. Từ số tự nhiên cho đến số thập phân cho đến phân số. Và nhiều cái thứ có liên quan nữa, liên quan đến số để những anh chị và bạn nào có quan tâm thì sẽ có thể xem tham khảo thêm. Rồi kế tiếp mình sẽ làm cái clip của bài 11. Xin chào mọi người.